Chào các bạn, hôm nay nhà vườn Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn về cây me Thái, cách trồng cây me Thái. Không chỉ là một món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người, quả me còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như là chống nhiễm trùng, điều trị táo bón, làm đẹp da và đặc biệt là ngăn ngừa ung thư. Cách trồng cây me Thái cũng rất là đơn giản. Thứ nhất, chúng ta cần chuẩn bị các dụng cụ trồng, đất trồng và giống. Dụng cụ trồng có thể tận dụng như là bao xi măng, chậu, khay hoặc thùng xốp, những thứ có sẵn trong nhà hoặc mảnh đất trống trong vườn để trồng me. Lưu ý là khi các bạn trồng vào khay thì các bạn nhớ là đục lỗ. Đất trồng, me là loại cây có thể phát triển tốt ở nhiều loại đất khác nhau. Bạn có thể mua đất sẵn hoặc tiến hành trộn đất với phân bò hoai mục, phân gà, phân chuồn quế, vỏ trấu, sơ dừa hoặc là thêm than bùn, bùn hữu cơ. Nên bón lót với vôi rồi phơi ải từ 7 đến 10 ngày trước khi trồng để xử lý các mầm bệnh có trong đất. Chọn giống, cây giống me thường được trồng bằng cách ghép và hạt. Cây me mọc từ hạt thì sẽ lâu cho quả và rất dễ bị biến đổi phẩm chất theo hướng xấu. Để tiết kiệm thời gian và công sức thì bạn có thể mua sẵn các cây giống ở các cửa hàng bán cây giống. Tiến hành trồng cây. Khi các bạn mua cây giống về thì các bạn sẽ xé bỏ bao ni lông, đặt cây con vào hố, nén thật chặt đất. Dùng ba cái cây cọc để cố định cái cây me này. Chú ý là che nắng cho cây. Trồng xong cần tưới ẩm cho cây khoảng 2 đến 3 tuần đầu để cây bén rễ cho nó hồi cây. Chăm sóc. Cách chăm sóc thì cũng khá là đơn giản, mỗi ngày các bạn tưới nước 1 đến 2 lần. Sau khi trồng khoảng 20 ngày thì tiến hành bón lót bằng phân hữu cơ, phân bò hoặc phân chuồn quế. Cứ khoảng 1 đến 2 tháng thì chúng ta sẽ bón lót cho cây một lần. Mỗi lần bón phân kết hợp với làm cỏ, phun sới mỗi năm thì được khoảng 2 đến 3 lần cho cây. Hàng năm thì nên bón thêm vôi nông nghiệp giúp các bạn rắc xung quanh gốc cây me vào đầu và sau mùa mưa để tiêu diệt vi khuẩn, giúp cây hấp thu phân bón cho nó dễ dàng hơn. Thu hoạch thì quả me Thái thì thường ra cây me Thái thường ra hoa vào đầu mùa mưa và bắt đầu thu hoạch thì vào tháng 11 đến tháng 4 của năm sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.